Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh Tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Ý Lan, tôi ủng hộ ca sĩ trẻ vượt rào hát nhạc xưa. Ca sĩ Ý Lan cho biết, từ khi bệnh tình của mẹ bà, danh ca Thái Thanh yếu đi, bà không nhận những tour diễn dài ngày, mỗi lần chạy show chỉ vài ngày để tranh thủ về chăm sóc mẹ. Ý Lan cho biết, danh ca Thái Thanh vẫn nằm điều trị tại bệnh viện ở Mỹ gần một năm nay. Đó cũng là lý do hơn một năm nay, ca sĩ Ý Lan gần như không có đêm diễn nào tại Việt Nam. Mini show Ý Lan mùa đông sắp đến diễn ra vào ngày 1 tháng 12 tại phòng trà Quy, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đêm nhạc hiếm hoi của bà thời gian này. Đêm nhạc gồm những bản nhạc tình ca lần đầu bà thể hiện như Đêm Đông, Mùa Đông Của Anh, Trên Đỉnh Mùa Đông, Mất Nhau Mùa Đông, cùng những bản tình ca theo yêu cầu của khán giả mộ điệu. Bà bảo, hơn 30 năm đứng trên sân khấu ca nhạc, Ý Lan là người truyền chở chất tình trong nhạc phẩm xưa của các nhạc sĩ nổi tiếng đến với khán giả. Nên Ý Lan thấy vui mừng vì hiện nay nhiều ca sĩ trẻ thế hệ đàn em đã quay trở lại hát dòng nhạc bolero tiền chiến. Các em bây giờ trẻ lắm nhưng vẫn lựa chọn dòng nhạc tình bolero để hát. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc các ca sĩ trẻ làm mới dòng nhạc xưa, thương mại hóa chúng, làm mất chất vốn có của nó. Riêng bản thân tôi luôn ủng hộ những sáng tạo mới mẻ, miễn sao đừng làm quá đáng thôi, ca sĩ Ý Lan chia sẻ. Ca sĩ Ý Lan nói thêm, ở mỗi thời điểm, người ca sĩ có kinh nghiệm sống, nhịp sống, hưởng thụ nền văn hóa khác nhau nên cách hát sẽ khác nhau. Khán giả không thể đòi hỏi họ hát giống như những thế hệ đi trước. Bà bảo trong sự nghiệp ca hát cũng có lúc bà nhận lời chê của khán giả hoặc cũng có người không thích dòng nhạc bà đeo đuổi. Tuy nhiên, bà may mắn có được cách hát gần gũi nên dù người ta không thích dòng nhạc của bà hát nhưng thương con người của bà. Chính vì vậy, Ý Lan rất thích hát trong khung cảnh phòng trà. Mỗi một lần đứng trên sân khấu phòng trà, Ý Lan luôn cảm nhận sự nối nhịp của con tim của mình với khán thính giả. Ca sĩ Ý Lan bảo, ở tuổi 60, sức khỏe không còn tốt như trước, việc bay nhiều cũng làm cho sức khỏe giảm sút. Tuy nhiên, nhờ có đam mê, ân tình của khán giả mà mọi sự mệt mỏi trong bà đều tan biến. Diễn viên Rami tiếp tục khiến dân tình phẫn nộ. Sau khi gây tranh cãi với những phát ngôn khó tưởng, diễn viên Rami vẫn không chịu dừng lại khi bị công kích. Trên trang cá nhân của mình, Rami, diễn viên trong phim Thương Nhớ Ai Đó, tiếp tục có những lời lẽ chửi bới khá bẩn thỉu đáp trả nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Những phát ngôn của diễn viên Rami đại ý cho rằng nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi nên dừng việc dựa hơi cô để nổi tiếng. Một lần nữa, điều này gây phẫn nộ cư dân mạng. Nhiều người không hiểu vì sao một người nhỏ tuổi, sinh năm 1996 như Rami lại có thể ăn nói hỗn hào, sắc sược và kém văn hóa đến như thế. Nhiều ý kiến của cư dân mạng để lại ở phần bình luận trên trang cá nhân của Rami, diễn viên mất dạy nhất hệ mặt trời. Con người lại mang danh nghệ sĩ thì ai lại đi làm mấy cái trò vô văn hóa, mất nhân phẩm, trơ trẽn. Dù nhấn mạnh nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên càng ngày càng tệ hại với lời lẽ khó nghe rằng mình chưa từng cho rằng những phát ngôn của mình là sai và cộng đồng mạng cũng chẳng đại diện cho công lý hay đạo đức. Nhiều người còn bảo muốn kiện mình vì xúc phạm Á hậu Trịnh Kim Chi. Nhưng nên nhớ chính bà là người chửi và xúc phạm mình trước. Theo ghi nhận, vài ngày trước, Á hậu họ Trịnh có xèo một bài chỉ trích nữ diễn viên Thương Nhớ Ai Đó vì phát ngôn dày sốc về Covid-19. Chưa đến 5 tiếng sau, cô tiếp tục chia sẻ status mới cùng nội dung thách thức. Nhà em không còn ở trong showbiz nữa đâu, Á hậu hết thời. Đạo đức giả lắm. Hành động của Rami khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, bởi vài ngày trước, nữ diễn viên bất ngờ đăng đàn mỉa mai các nghệ sĩ Việt đi quyên góp ủng hộ chống dịch, đặc biệt hướng tới nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Vụ việc đi quá xa, đến nỗi nữ nghệ sĩ ưu tú bình thường, vốn kín tiếng cũng phải đăng status, trấn an những người lo lắng cho mình sau ồn ào trên trời rớt xuống. Không chỉ công kích bằng lời lẽ tiêu cực, Rami còn dùng những từ ngữ tục tĩu để ám chỉ nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Đây không phải là lần đầu tiên cô khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Dù sự nghiệp kém nổi bật, nhưng đời tư của Rami luôn là tâm điểm của dư luận.
Nữ diễn viên từng bị bạn diễn Ngọc Anh tố hành hung trên phim trường, mắc bệnh ngôi sao, cư xử thô lỗ, phát ngôn phản cảm. Tuyệt nhiên, không thèm đếm xỉa đến diễn viên trẻ này, nhưng gia đình của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi thì không bỏ qua. Cụ thể, con gái của nữ diễn viên là Võ Trịnh Khánh Ngân đã chia sẻ một bài báo về sự nghiệp của mẹ mình với dòng status sâu cay, hợp thời hơn mẹ em đi rồi nói chuyện. Sau đó, chồng của cô là Võ Tuấn Phương đã chia sẻ lại bài đăng của con gái cùng với dòng status sâu cay không kém, ẩn ý nói hành động của Trà My là trẻ con, vừa thương vừa buồn cười. Hành động đáp trả tinh tế và nhẹ nhàng của chồng và con gái nữ diễn viên được dân tình khen ngợi hết lời. Chỉ một động thái nhỏ nhưng đầy khéo léo và khiến nhiều người cảm động vì sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong gia đình cô. Chí Trung, ở nhà tôi là quân hầu của vợ. Ở tuổi 55, nghệ sĩ Chí Trung có nhiều điều vừa đủ trong tay. Một diễn viên được công chúng yêu mến, phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ, một đạo diễn sân khấu nhiều lần được tôn vinh. Vợ anh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, cùng làm việc ở nhà hát trong 38 năm qua. Hai con họ, một trai một gái, đều trưởng thành. Vợ chồng đứng chung sân khấu, thường xuyên đi du lịch và chia sẻ những hình ảnh tình cảm, vui nhộn. Trong bối cảnh nhiều gia đình nghệ sĩ thường cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, hạnh phúc của Chí Trung, Ngọc Huyền được nhiều người ngưỡng mộ. Chí Trung bảo vợ chồng anh đã đi một chặng đường dài, tới nay đã có 30 năm sống chung một nhà. Trước khi cưới, Chí Trung, Ngọc Huyền trải qua 8 năm sống dưới mái nhà của nhà hát tuổi trẻ. Nghệ sĩ nhớ lại, năm 1978, trong số 2.100 bạn trẻ miền Bắc nô nức dự tuyển vào nhà hát, anh và Ngọc Huyền đứng trong hàng ngũ 41 diễn viên được tuyển, họ quen biết nhau từ đó. Thời trẻ, Chí Trung được coi là người có duyên nên nhiều cô thích. Riêng Ngọc Huyền lại tỏ ra rừng rưng. Có lẽ điều đó làm nên sức hút từ hai phía, Chí Trung bồi hồi. Yêu nhau tới 8 năm, hai nghệ sĩ mới được làm đám cưới. Vì gia đình Ngọc Huyền có cuộc sống sung túc, cha mẹ lo con gái phải làm vợ nghệ sĩ nghèo, vượt qua mọi rào cản, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Khi là vợ chồng, tới khi sinh con, hai nghệ sĩ cũng như bao gia đình khác trải qua khó khăn thời bao cấp. Vậy mà Ngọc Huyền không một lời kêu ca, cả hai đi qua nhiều thăng trầm. Chí Trung cho rằng tất cả vinh quang đều có cái đắng, anh lý giải. Hai vợ chồng chung nhà, chung cơ quan cũng có lúc chán nhau. Tôi là trai mùng một, Huyền là gái hôm rằm. Tôi là trai Tân Sửu, vợ là gái Nhâm Dần. Hai tính cách đều được coi là mạnh mẽ, dữ dội gặp nhau. Táo giao thông bày tỏ tất cả hạnh phúc, chung thủy bền lâu của gia đình anh đều nằm ở vợ. Huyền hiền lành, nhịn nhục cả những lúc tôi xấu tính. Cách tốt nhất vợ quản tôi, đó chính là tình yêu. Tôi là người có văn hóa, nên biết trân trọng tình cảm của vợ. Bạn đời của Chí Trung không chỉ yêu anh hết mực mà còn chăm lo gia đình. Công to việc lớn hai bên nội ngoại đều do một tay Ngọc Huyền quan tâm chăm sóc. Chị chu đáo tới mức nhà chồng có việc gì cũng tìm tới con dâu, coi chị như con, còn con trai như khách. Cho đến giờ phút này, người ta vẫn bảo tôi tốt đẹp. Thật ra, được như vậy là do Huyền, chứ tôi đâu có trong sạch. Tình cảm của Huyền khiến tôi nếu có bước chân tới hố đen đều lùi lại và quay về, Chí Trung nói. Bí quyết giữ hạnh phúc của hai nghệ sĩ ngoài tình yêu, lòng bao dung còn là sự rạch ròi, cân bằng giữa gia đình và công việc. Thời Hàn Vi, ban ngày Chí Trung ra chợ trời kiếm cơm, tối về đóng Romeo. Nhưng anh không để cho hai bản ngã đó xâm phạm lẫn nhau. Tôi không nói chuyện nghệ thuật ở chỗ buôn bán xe máy, đồ điện tử. Ngược lại, khi tối về sân khấu, không ai hỏi chuyện xe cộ, đài đóm với tôi cả. Chí Trung tự sự. Tới nay, khi ở cơ quan, anh là sếp, Ngọc Huyền là nhân viên. Nhưng không bao giờ dành hài ưu ái vợ, mỗi người một công việc. Nếu Ngọc Huyền có tới phòng phó giám đốc gặp chồng, cũng là để gửi nhờ chút thức ăn ở tủ lạnh. Họ có trò chuyện ở nhà hát, cũng là trao đổi công việc, họp hành. Về nhà, Chí Trung bảo anh hoàn toàn là quân hầu của vợ. Tại nhà hát tôi là sếp, nhưng ở nhà vợ cho ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc. Vợ nấu cơm thì tôi rửa bát, tôi lau nhà thì vợ nhặt rau. Nhà cửa tôi xây phần thô, nhưng nội thất là do vợ chọn. Chính sự tách bạch, rào ước ngầm như vậy cũng là cách để hai nghệ sĩ cân bằng, giữ lửa hạnh phúc. Chia sẻ cuộc sống hiện tại, Chí Trung bảo không mong gì hơn, được ăn cơm nhà. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền sắp nghỉ hưu nên kết hợp với bạn bè kinh doanh thời trang. Chị chỉ tới nhà hát nửa buổi và những khi được phần vai diễn, còn anh trong vai trò quản lý, đạo diễn
thì miệt mài ở cơ quan cả ngày. 7 rưỡi sáng anh có mặt tại nhà hát, trưa về ăn cơm nhà rồi chiều tiếp tục đi làm. Ngày nào cũng phải đi xa, hai chúng tôi đều ăn cơm cùng nhau 2 bữa trưa và chiều. Đó là một mong muốn, một ý thích ở tuổi này. Chẳng hiểu sao cơm nhà là ngon nhất. Chí Trung nói, kỷ niệm 38 năm yêu nhau, Chí Trung dự định thực hiện một chương trình nghệ thuật có tên Những nấc thang cuộc đời, kịch bản được Đình Tiến Dũng viết dựa trên những kỷ niệm của vợ chồng nghệ sĩ. Chí Trung cho rằng quãng thời gian vợ chồng anh gắn bó, yêu thương nhau cũng là từng ấy năm họ đồng hành cùng lứa diễn viên khóa đầu của nhà hát tuổi trẻ. Vì thế, chương trình còn là dịp để vinh danh những nghệ sĩ đồng nghiệp như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. I'm so in love with you.